Samsung và Apple sẽ tiếp tục ra tòa vào ngày 14 tháng 5 tới trong vụ vi phạm bản quyền, khiến cho căng thẳng giữa hai hãng công nghệ lớn nhất thế giới lại bùng nổ. Lần này, hai bên sẽ cùng tham dự phiên tòa tại tòa án quận Bắc California. Samsung từng bị kết án vi phạm bản quyền của Apple và buộc phải nộp tiền phạt lên đến 1 tỷ đô la hồi năm 2012. Qua các năm, với nhiều lần kháng cáo, số tiền rút xuống còn 548 triệu đô la. Nhà sản xuất Nam Hàn vẫn không dừng lại đó mà tiếp tục mang vụ việc lên tòa án tối cao hồi năm 2015. Samsung cho rằng những thiệt hại khi vi phạm bản quyền không nên tính dựa trên tổng doanh số của sản phẩm hoàn thiện. Thay vào đó, tiền phạt cần được tính toán trên doanh số của yếu tố bị cho là vi phạm bản quyền. Tòa án tối cao đã đồng ý với Samsung và trả vụ việc về cho tòa án quận. Theo báo CNET, phiên tòa sắp tới sẽ tiếp tục phân xử xem Samsung sẽ phải trả bao nhiêu tiền cho Apple vì vi phạm ba bằng sáng chế của hãng. Đáng chú ý, cả CEO Tim Cook lẫn giám đốc thiết kế Jony Ive của Apple đều không tham dự. Thay vào đó, Apple cử giám đốc cao cấp nhóm thiết kế là ông Richard Harvard và đồng phát minh của bằng sáng chế tham dự phiên tòa.